Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì sáng hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái clip nói về vấn đề vi sinh nha mấy bạn. Thì clip hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những cách nhận biết như thế nào là cái hồ nó ổn định vi sinh và cái hồ nó chưa ổn định vi sinh ha. Thì đây, trên tay mình là cái chai vi sinh Extra Bio nè. Thì cái chai này thật sự là mình xài thấy rất là ok nha các bạn, của Việt Nam á. Chai này mấy bạn nuôi cá chắc biết rồi. Mình không có bán nha các bạn. Mình thấy cái này nó tốt thì mình giới thiệu cho các bạn xài thôi, không có bán nha. Cái chai này từ lúc mà mình mới làm YouTube đó, thì cái chai này ở cái hội chợ triển lãm cá cảnh đó các bạn, năm tháng 4 năm 2019 á, mình có làm về một cái clip đó rồi. Mình mua cái sản phẩm này về mình review hết một lần rồi. Các bạn có thể lục lại cái video đó các bạn xem ha. Thì cái vi sinh thì nó làm trong nước này nọ rồi đủ thứ hết á. Nó có trên đây nè, các bạn cứ đọc ha. Mua về cứ đọc xài rất là ok luôn á. Thì hôm nay mình sẽ chăm thêm vi sinh cho những cái hồ mà nó chưa ổn định vi sinh. Thì mình sẵn mình chia sẻ cho các bạn cái cách nhận biết cái hồ nào mà nó có vi sinh rồi, ổn định rồi ha, để mấy bạn mới chơi á, có thể nhận biết được cái hồ của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ mình quay mấy cái hồ cho các bạn xem rất là dễ. Ok, để mình để cái nãy đây nha. Mấy bạn thấy cái hồ full red của mình không? Mấy bạn để ý giùm mình cái phần đáy ở dưới á, dưới đáy hồ á. Để ý giùm mình nha, cái phân á, phân cá nó rất là ít luôn. Hoặc là thậm chí không có, có những hồ không có luôn. Những hồ rất là ít. Số lượng cá như đây mình nuôi cũng gần 20 con, đẻ rất là nó ỉa rất là nhiều, nó ỉ rất là nhiều phân ha các bạn, mà mấy bạn nhìn cái hồ rất là trong. Thì vi sinh mấy bạn biết rồi, nó xử lý hết mấy cái phân cá với lại mấy cái chất dơ hay cặn trong hồ á. Những cái hồ nào mà nó tốt là nó xử lý trong veo. À, cái hồ này nè của mình là rất là ổn định này nè. Ổn định khoảng 90-95% rồi ha. Đây, qua cái hồ này. Cái bèo này thì nó thiếu ánh nắng nên nó chết đó các bạn. Rồi các bạn nhìn xuống dưới nè, số lượng cá con như đây cũng 40-50 con rồi. Mà từ lúc trước giờ mình rất là ít hút phân cá nha. Rất ít hút luôn, mấy cái hồ rất ít hút phân cá lắm. Tại vì nó phân hủy cái vi sinh rồi rất là tốt. Cái hồ này của mình cũng ổn định rồi nè. Mấy cái dưới đáy là cái vỏ ốc với bạn, không có phân cá, rất là ít. Mấy bạn chờ xíu nha. Ở cái hồ dưới đây cũng vậy nè. Cái hồ dưới đây cá full latinum. Cái tụi này mình cũng không có chăm sóc tới. Mấy bạn nhìn dưới cái đáy hồ nè, dưới cái số lượng cá cha mẹ này nè, nó ỉa phân rất là nhiều. Cái hồ này không có một miếng phân luôn. Hồ này rất là ổn định 100% luôn. Mấy bạn nhìn kỹ, nhiều khi có chừng một hai cộng phân cá chưa kịp phân hủy thôi, chứ cái hồ này mình không có hút phân cá, tại nằm trong góc khó hút lắm, sạch trơn luôn các bạn nha, ổn định nè. Cái hồ dưới đây thì nó cũng có phân cá nhưng mà bắt đầu ổn định thôi. Hồi trước nó cũng nhiều lắm nhưng mà bây giờ chưa, chút cái này cũng chưa ổn định lắm đâu các bạn, còn phân nhiều. Chút xíu mình sẽ chăm thêm vi sinh. Rồi qua tới cái hồ này, thật sự là rất ít hút phân cá luôn các bạn. Mà các bạn nhìn đi, nếu mà nuôi số lượng này á, không hút phân cá rất là nhiều các bạn. Nè, cái hồ này nó cũng còn miếng phân nè, đang ổn định á, đang vô quá trình ổn định. Đặc biệt một cái, những cái hồ nào mà ổn định vi sinh rồi các bạn nuôi cá rất là khó chết nha, thậm chí là không chết luôn đó, nó rất là khỏe đó, các bạn thấy không?
mình quay trước những cái hồ mà nó ổn định hoặc là nó đang ổn định cho các bạn xem. Hồ này cá con nè, cũng ổn định, cũng đang trong quá trình ổn định vi sinh nè, nước trong veo à. Rồi hồ cá con trên đây thì khỏi nói luôn, sạch sạch bóng phân luôn các bạn. Các bạn nhìn mấy cái gốc nè, không có phân cá, cá nó cũng khỏe nữa. Rồi mình quay qua hồ này nè, không phải là cái vì cái hồ này màu trắng mà mấy bạn thấy phân cá ở dưới đâu nha. Thật sự mấy cái hồ mà màu đen nhìn kỹ không có phân cá đâu, cái hồ này cũng đang ổn định mấy bạn, nhưng mà dưới nó vẫn còn phân nè, thấy không? Cá nó cũng khỏe, dễ nhận biết lắm. Cái hồ này cũng vậy, chút xíu mình sẽ chăm vi sinh vô mấy cái hồ này để từ từ nó mốt không còn một cái miếng phân cá luôn. Nè cái hồ này cũng vậy nè các bạn, đang ổn định thôi, mấy hồ này của mình đang ổn định. Đó các bạn thấy không, phân cá nó rất là ít, không phải nuôi hơi nền đen mà không thấy phân cá đâu nha các bạn. Thực sự mình quay cho các bạn xem luôn á, là ở dưới nó không, ít phân cá lắm, không thấy. Rồi cái hồ này thì mình cho tụi nó ăn kháng sinh nè, đang trị cho nó khỏe nè, cũng từ từ nó khỏe lại các bạn. Đó thì nói sơ qua cho các bạn biết thôi ha, cái hồ mà các bạn mới chơi các bạn cũng có thể nhận biết được rất là dễ cái hồ nào nó ổn định rồi hoặc là hồ nào nó chưa ổn định. Rồi thì sáng hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn chút xíu về cái hồ mà ổn định vi sinh vậy thôi. Mình hôm nay mình cũng sẵn mình chăm thêm cái này cho những cái hồ mà nó chưa có ổn định hả các bạn. Trước cái này trước khi xài các bạn lắc lên như nè. Đó, trước khi xài lắc lên là ok ha. Rồi để mình lấy ra mình chăm cho các bạn xem luôn. Đó, mình bơm vô cái ống vậy nè. Thì một cái nắp vậy nè các bạn. Một nắp 10 ml vậy chăm cho một cái hồ hả 100 tới 200 lít. Ha, thì mình mấy cái hồ này của mình thì hồ xi măng thì nó ổn định vi sinh rồi, nước trong lắm, khỏi khỏi cần mình quay mấy bạn cũng biết nữa. Thì những cái hồ này nè các bạn cứ chăm đi, mốt phân nó sạch trơn luôn á. Đó, cứ nhiễu vô vậy thôi các bạn, nhiễu vô vậy thôi. Đó còn những cái hồ nào mà trong vi sinh rồi á thì các bạn khỏi cần nhiễu, hoặc các bạn khi nào các bạn thay nước á, các bạn thay nước thì các bạn chăm vô chút xíu cũng được. Đó cái này mình nhiễu vô vài giọt thôi, nhiễu vô vài giọt là cũng ok rồi các bạn nè. Đó nhiễu vô vài giọt vậy thôi là được rồi. Những cái hồ nào mà nó ổn định rồi thì các bạn nhiễu vài giọt thôi, những cái hồ nào chưa ổn định thì các bạn có thể nhỏ nhiều vô ha. Rồi thì mình quay tượng trưng vậy thôi, chút xíu mình kết thúc video mình sẽ chăm hết vi sinh cho tụi nó nữa. Ok thì cái clip hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn chút xíu vậy thôi. Các bạn xem thấy nếu mà ok thì ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký hoặc chia sẻ like kênh này nọ cho mọi người cùng biết hai bạn ha. Nè, cái hồ này thì vi sinh thì nó cũng ổn định rồi nhưng mà nó bị tảo các bạn. Thật sự nuôi ngoài nắng là bị tảo thôi, mấy bạn chị thì mốt nó cũng hết. Đó các bạn thấy không? Rồi thôi, ok mình xin kết thúc video clip ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người nha.